Sáng làm cái gì vậy? Còn bà nó là trên nhanh 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 đi mày ơi. giờ chủ kênh nó chưa que mà giờ làm như vậy. Sao mấy sao hồi bữa giờ dạo này hay đi trớ quá à. Mày bất lực từ trong ra ngoài. Tao thấy mày càng ngày mày càng giống mấy Thái mày. Cái gì? Thái giác á. Mày coi đỡ đầu tắt mày kìa. Mày coi đầu tắt mày kìa. Bắt đầu nó mà em đi xe nó vậy điên nè. Mày gọi trung bém cuộc thử mày que làm chứ mấy bạn coi nè. Nói ngày nào cũng vậy thôi chứ làm ăn gì nữa. Ngồi mà chờ làm lên YouTube không quay rồi, video đó, không chết chết rồi. Mày tụi bay làm chủ kênh đi. Gì mày? Vậy bây giờ nó que giờ hai tụi bay sáng nay anh em mình cho mẹ nó đi. Chơi tròn hoài ngán đúng không? Tròn giờ hoài anh em nó kiếm tiền. Ừ. Cả mày bây giờ chào mày. Thì mình sẽ nói cái thông tin này cho các bạn mặc dù nó hơi buồn nhưng mà chắc mình cũng phải nói. Bây giờ Rìu á là mẹ mớ. Tao quên ma cũ, còn Linh thì ma mới. Mà hai thằng bây giờ là cái độ phủ sóng như lại độ nổi tiếng là nó cũng chênh lệch không bao nhiêu hết. Đó. Nên hai anh em đó bạn thấy ngầu, tại sao lý do gì không ngầu gần nhau mà cũng phải cách cái gớ. Chân nó dài quá. Thấy không đỡ mình ở hai cái gớ luôn á nè. Gọi mày trúng mày. Nói với tao nhắn tin rồi chuẩn bị que á. Que là tao tới mấy cầm máy chi. Thì sáng nay đợt vậy thôi bây giờ nó que giờ mình cho dày luôn rồi tao thì vô tình tao mới nghĩ ra một cái trò đây cũng hay lắm á. Tao nói mà trò đây là thì hai tiền thì hai tụi bay tự thi đấu chứ giờ tiền ai quỷ đâu có mà cứ đòi tiền cho nhiều anh nhớ nhiều vậy. Hai tụi bay tự thương lượng cho cái dê thuốc tao đâu mày hạn chế bớt hút mấy đó mà nhưng mà Rìu làm lâu năm tính ra kinh nghiệm nó phải hơn Linh Mập chứ sao đủ dây nó hơn nhưng mà ý là cái độ mà tự nhiên á tao mệt quá giờ vụ gì nói e vô vấn đề giờ không biết mày có tiền không không nhưng mà mày cái gì nó có vàng vàng tao có vàng nhưng tao có xe mô tô ừ tao cũng không vui bây giờ dài này tao nói rẹt rồi anh em mình vô cho quay nhanh xóm diện côn gia đình này bây giờ nha giờ trung bém chuẩn bị que sáng nay á là nó vô cứ nó bước chân vô đầu tiên nó làm gì là hai anh em làm theo thằng nào làm dúng nhất thằng nào lụm tiền giờ tính là tính tao 10 điểm phải biết trước nó mày ừ dạ mày hiểu không giờ nó nói gì nó hành động gì làm theo y chang á mày đỡ làm chi vậy sao kêu mày làm mày ấy kêu làm mày là làm, sao làm theo cái tao cầm máy mà sao mà mày hiểu không giờ coi như trung bèm nó không biết gì hết nó vô nó làm gì nó nói gì hai tụi bay làm theo nói theo y chang cái thằng nào dúng nhất lụm lúa sao nó cũng làm nó cũng chắc cũng dở rồi đơn giản giờ hai thằng đã tự thương lượng với nhau cho nhiêu rồi tao sẽ xuất quy thêm 200.000 phụ thêm người chiến thắng sao mày dám chơi không dám chơi không chơi bé rồi chơi nhưng mà chơi nó ít hay á ủa chứ ít hay sao hay nó khùng nó đi yếu đi đá đi theo nó nữa mày à thằng nào ờ à, đó thằng nào yếu được thua trời ơi, phải có người thắng người thua chứ. Sao nhanh đi. Mẹ thì nó bệnh hoạn, tao nói mà sáng nó ngầu để mất mũi rồi, nó ngầu để ăn rồi, biết ai mất ngầu ăn. Nó quẹt. Người nào sáng nó mất cứ mũi ăn mày. Nó quẹt đầu bang kìa mà. Nó ngầu bàn thái nào có mới quẹt mà tao đi làm. Biến thái mà mình. Nó quẹt đầu bang mà nó hít. Tao bằng bước mà thái nó bật đầu bang đây à. Vậy hên xui vậy mới khó, trời cho mới khó. Không, nhưng mà tụi tao đâu làm vậy được mày. Giờ cho không? Đó, thôi đây, trích 5 sợi tiền quảng cáo của anh đó. Ờ, năm sĩ anh đổ thì là anh thành nhiều cả chừng em mà phải tích đi nữa. Ủa? Tiền công tao chẳng là mới tích cho đâu có, đâu có. Ủa, cái tiền đó là đưa vô quỹ để làm ẩm thực đồ mẹ. Chi phí chứ đâu phải chia chát gì mày. Đó, bây giờ là tao xuất ra luôn. Đó. Giờ ý hai bay sao? Chờ. Còn cho thì thôi gì à? Đóng web. Chờ. Bỏ đây được chưa? Đó. Tiền mà mày không có quan trọng cái đồng tiền mày tên nè. Sao không quan trọng mày? Ai gọi nè. Đấy. Trời. Giờ nó làm gì tao làm tiêu đấy. Nó, giờ nó bước vô nha, nó ho, tụi bay cũng ho. Nó đái, tụi bay cũng đi đái. Alo. Đó. Rồi, đẹp mê. Rồi. Đẹp mê. Đẹp mê anh chị, tao cầm máy luôn chứ cần gì để đẹp máy. Đâu, để tao gọi hắn cuộc nữa. Mà hồi giờ tao thấy bắt trước người ta là dở nhất đó nha, không có gì mà khó đó. Để
ràng cho cái đầu khó. Mà phải thằng nào dúng hơn nha. Giọng dúng giết mà đâu nghe lại đó mày. Mày cầm máy quay thì mày biết chứ ai dúng ai sao. Quay quay. Ok ok. Chốt ngầu vậy mà nó chuyển chỗ này sang chỗ kia luôn mà nó chưa tới. Mấy bữa giờ mưa. Mấy bữa mưa. À được mưa trời nắng à. Tím ánh nắng mà cào chút. Kêu vậy coi cho to coi. Nè, nó quay, nó quay, nó quay. Mẹ 11, 2 giờ làm clip. Sao sao ở nhà luôn rồi quay chi nữa vậy? Mày đéo tôn trọng khán giả không mày? Thiệt luôn á. Nó trên mạng nó chữ tôi thiệt. Tôi chữ gì? Mừng hết thằng này tới thằng nọ là gì 11, 2 giờ. Anh nói cho tụi em hiểu này. Tôi khi lấy vợ gì à? Vợ nó đeo phải đi chợ nấu cơm. Đúng rồi, nói dắp nữa. Đậu chờ cũng nổi. Kiếm tiền. Tới tháng ai kiếm cho mày lắm mà không ai sướng. Ai biết. Mình sẽ làm gì, tiền nào bỏ máu bỏ đây, cầm bỏ túi liền. Tiền trăng lấy tiền gì không ai. Đợi tới nó đưa thêm 500 lạng triệu á, tiền qua máy không đỡ. Quá một bữa làm cái clip bém rồi mà không cũng chưa sợ mà chưa quen. Thôi quay đâu. Đúng rồi, bữa mới làm clip rồi mà vẫn chưa sợ. Coi được không? Thôi vô, rồi 2, 3, bắt đầu. Đây, cho tiền bạc cứ. Rồi vậy rồi tiền của ông Rìu nó lấy thì nói chung cứ tính lại với thôi chứ giờ sao mà tiền gì tự nhiên vậy đó không tự nhiên cầm mấy vậy rồi rồi à thứ đồ bèm đúng không à thứ đồ bèm á vậy mày bị đi hai tụi bay bị ngáo hay sao vậy nhớ chưa nhớ chưa quy luật trò chơi chưa luôn. Phút mày, bao mày đang thua á à. Bao nhiêu phút mày mẹ lấy vợ ngán quá mày đừng có hỏi chứ gì hai thấy được á sao có thằng này giá sao mày ngu với mày nó ngầu dài mà mày ngầu lẹ vậy à gì gì thiếu kiếm tiền thiếu không nào à thiếu kiếm tiền chửa những con nước uống này à giờ giờ gì mà không có miếng nước uống chẳng ly trà đé vậy chẳng ly trà đé vậy đầu ai mày khùng rồi tao đọc cái gớ đẹp quá nha chứ mày khùng rồi sao đập cái gớ đầu mày nha nói ai mày chứ mày nói ai mày ủa gọi cho hai tụi bay nói ai mày à, hai tụi bay nói ai mày à, thua hai cho một mà thua ok sao vậy sao thiếu đâu ok biết nhóm mày khùng điên hết mày khùng nó điên hết trơn mẹ mày một lần nha chứ không phải hai lần đâu nói cùng mẹ mày, mày một lần hai lần đừng nói cùng cùng nha mẹ trước xương cù bèo rô mé mày ngủ cù bèo rô mé ngủ ủa no. Tao không có nói nhiều đâu tính tao thì im im nữa tao làm á tao không có nói nhiều tao cũng có nói nhiều đâu tính tao im im tao làm sao mày cũng mày mày đi làm sao ok hai quýnh một mày làm chứng nhân 2-1 nha đâu có quay mà lo vậy ok 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 tao ok mà okay. Ý mày quay là trả đũa tao ấy. Trả đũa đâu thì bình thường vậy cho sáng này. Ý là mày quay là mày trả đũa ấy. Nghe tụi bay cái chuyện muốn lộn lạ quay đem vô video làm rồi nha. Ok ok. Sẽ ai biểu đi muộn. Sai khó sai khó. Mấy giờ tụi bay coi tao là rác rôm trong kênh này mày. Mấy tụi bay tao là tao tớ rác rôm ở trong kênh luôn. Đó nhiều nha nhiều quá tao thấy nhiều. Nhiều quá nhiều quá tao không thấy nhiều hết trơn đơn giản đâu tao không đọc thiệt là chứ mày giỡn rồi tao không không hai tao bay lửa ra một thằng đập tao mẹ tao thiệt hả hai tụi bay á lửa ra một thằng đập tao mẹ tao nói thẳng luôn á nhưng mà hồi trước tao đập chỉ cần chết mà giờ nó láo bữa tao đập đúng là chết là như thế nào đúng mấy thâu nha đúng mấy thâu nha đúng mấy thâu nha ở đấy thiệt vui không vui cái gì vậy anh ơi không nha khùng tao nhẫn ngày hôm nay tao học tao chữ nhẫn ngày hôm nay tao học chữ nhẫn nè chó thích được mẹ tao chữ mày nào mày mày dám đánh tao đâu mà đừng hù mày dám đánh tao mà hù tao mày ra bật tay ngang mẹ mày tao mày ra bật mẹ nữa tay ngang mẹ mày tao rủ nó tao rủ mày tao rủ đó chứ tao rủ mày có rủ xe ra đường xe nó lậm hai bay mẹ ra rầu có ra đường xe nó lậm mày luôn ra rầu
Tao kêu hai thằng ngang. Tao kêu hai thằng ngang. Tao kêu hai thằng ngang. Vậy tao ngồi đây chi nữa? Ai biết? Ngầu đó tụi bay làm trò cười nữa. Đều đi mà lên làm trò cười ấy. Tao lên làm trò cười ấy. Bắt trước ê. Bắt trước ê. Bắt trước ê. Mày thấy ông nổi tiếng bằng bắt trước ê. Ai bắt trước ê. Sao nói tao đó mày ơi vậy? Anh dạy gia hai tụi em sống. Anh dạy tụi em sống. Dạy gia hai tụi bay sống. Mày sáng là nhiều nhất rồi, mà mày là nhiều nhất cậu nha. Mày là nhiều nhất rồi nha. Sáng là nhiều nhất rồi nha. Ủa, để đồ, ủa, trái, trái, trái hùa. Trái hùa. Để tao coi, tụi bay mãi là đi theo cái bóng của tao sau lưng tao nè. Theo cái bóng tao thâu. Thông minh lắm. Ok lắm. Bây giờ tao lấy vừa đập đều, tụi bay đập đều của mẹ hả? Ờ, dám không? Vừa tao đập đều rồi, tụi đập rồi, tụi bay dám không? Dám không? Tao không dám á. Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Bây giờ tao không dám đập á, mày dám đập không? Tại bây giờ tao không dám đập á, mày dám đập không? Vậy rồi, riêu, thằng riêu của tao. Thằng riêu 1-0 rồi, nãy giờ mà em chịu nói á. Nãy giờ tao... Nãy giờ mà em nói, sao nãy giờ mà em nói? Tao không theo mày, nãy giờ tao ngầu tao nói. Mày coi hành động mày. Không ai. Mày coi hành động tao đó này, AC này. Vậy tụi mày đem tao ra làm trò tự. Để tụi mày đem tao ra làm trò cười ấy. Vậy là mày đem tao ra làm tao trừ ấy. Mày như ra mày 2-0 rồi nè. Thằng rửa mắt. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Chắc không? Thằng rửa bụng chưa? Thằng rửa bụng chưa? Chưa đi. Chưa đi. Mấy anh lông bụng, mấy anh tiểu nhân. Mấy anh lông bụng, mấy anh tiểu nhân. Mấy anh lông bụng, mấy anh tiểu nhân. Bây giờ mà sao, mày nói luôn, mày nói đi. Mày nói luôn. Sao, mày nói luôn. Thì bây giờ nó thích nói theo ông, thì đợi cho nó nói tiện như vậy. Vậy tao im. Vậy tao im. Tao im luôn. Đồ khủng khủng. Một đồ hình riêu khủng khủng. Ủa chứ mày hát gì mày thầm tư tao mày. Ủa tao nói theo nó chứ làm gì gái mày, nó nói kìa. Cùng mày sao hả? Nó thua kìa, nó không giống tao kìa. Tắc tắc mà. Tao tắc mà đang bắt trước mà. Ơi chơi. Mày bè này, mày bè này. Mày bè này thấy không? Nó bắt trước luôn. Ngậm mẹ lừng rúng rồi. Rậm mẹ rúng rồi. Mày á. Mày á. Mày á. Rồi riêu 2-0 nha. Cho tiện chỗ tao lúc tao nói. Ủa lúc người ta nói mấy mới gì mày ho. Mẹ mày ho. Tao ho đâu. Đúng rồi. Mẹ. 2-0 á. Chờ ép vô mày. Tao nói tới 10 không là thua nha. Tới 10 là thắng chiến thắng á, tao nói trước rồi. Em đâu, em đâu. Không, 10 chứ sao em được. Là sao? Là sao? Mày muốn gì? Mấy mới mày thêm gì? 2-1. Rồi 2-1. Chờ nó hút thuốc không? Mày hút thuốc. Đồ mấy tao nghĩ giờ thơ giáo đạo điên hết. Đúng rồi, đồ tao nghĩ giờ thơ giáo đạo điên hết rồi. Điên nào. Rồi 3-1. Mày chậm quá mà, thoại mày theo không kịp mà. Đầu nó đang... Tự nhiên tao là tao. Tự nhiên tao là tao. Bay là bay. 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 Tự nhiên bay làm giống tao. Tự nhiên bay làm giống tao. Đồ hay bay. Đồ hay bay. Mẹ đời mày mấy năm ngày đâu, mấy năm ngày đâu, mẹ nó đời mấy năm đầu đâu. Chúng mày nó mất dạy dưới mày, cho tụi mày hư luôn, tao cho tụi mày hư luôn. Ê, cái đó là cái mấu chốt nha, thằng nào làm ra được cộng 2 điểm á. Hai điểm mày, đi cộng 2 điểm mày, mày nó mấy mày đem ra tao làm cả cường sao mày. 2 điểm mày. Thì cỡ tôi, ông que muộn ráng chịu. Anh em tụi tôi từ rìu nó tẹt ra ngoài quần ở nhân rìu, nó tẹt ra ngoài quần ở nhân. Nó tẹt ra ngoài quần. Không chịu rồi. Thua. Mày đem mẹ tụi mày, mẹ tụi mày đem làm trò cừ vậy. Con
Là tao làm gì tụi nó làm theo ấy. Ờ. Là tao làm gì là tụi nó làm theo ấy. Vậy hai bay hai đầy 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 tớ nè. Vậy hai bay mày là hai bay làm luôn rồi. Hai tụi bay làm đầy tớ ta. Mẹ nó mệt. Mẹ nó mệt. Vậy là thằng nào bắt trước chúng tao là. Vậy là thằng nào bắt trước chúng tao là. Chúng tao là thằng đó. Mày gọi ai mày? Đúng rồi luôn. Rồi rìu rìu 41 nha. Chào 41. Nó gác chân kìa. Mày nhiêu đó mà mày chú ý thôi chứ mày chơi với mày chơi cái gì đúng không thiệt. Mày mớ yếu. Tao thấy bè mày hay á. Tao thấy bè mày hay. Thấy bè mày hay á. Đánh cắp. Mày đập mà mày giúp đập. Mày đập mày 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 biết đập. Mớ đập điện thoại tao mày. Mớ đập điện thoại tao mày. Mớ đập điện thoại tao mày. Nói cái độ bao nhiêu? Nói cái độ bao nhiêu? Nói cái độ bao nhiêu? Không biết. Ok hay mày. Ok hay mày. Ok hay mày. Tao liều mạng với tụi bay luôn. Tao liều mạng với tụi bay luôn. Tụi bay luôn. Mấy cậu. 100. Một sợ. Thôi được rồi đều. Mới cậu 52, 52. 52. Gì 52 mày? Máu 41 rồi bây giờ 52 mày. Thì ăn vô uống được mà. À vậy 42. Được mà 43. Ui chuột cái trò quá thằng 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 lông mũi. Mẹ nó gơ dữ trời. Ui vô. Chán mét luôn. Ui trời ơi. Tao chắc là mua miệng má hả? Tao như trên vị ngờ với tụi bay luôn. Ui trời nó bước lòng mai má ơi thành cơ điên đây. Ôi xin nhờ em. Chưa có nha con, chưa có nha con. Rồi vậy thôi hai tụi bay thua rồi. Thua cái gì? Thằng nào lầy với tao. Ui trời ơi, thằng bé nó bức mình nấu với ghe luôn á. Sống lông tơ luôn này. Ôi ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi trời ơi. Bị trồ. Tao hy sinh mày lông to luôn nè. Tao bức lòng tóc luôn nè. Tùm luôn nè. Đúng rồi, có, vui rồi. Rồi, rồi, rồi. Có. Rồi, năm hai rồi, năm hai rồi. Cố lên điều ơi. Bây giờ mày xong chưa? Bây giờ mày xong chưa? Rồi 662 đây nè, mày thấy hai chân chưa? Mày thấy mày thua chưa? Mày chậm quá mày à. Thôi chứ mày trách ai được. 62. Còn 4 nữa rồi, cố gắng. Chục nó bay bay á. Tao chào luôn. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Trời ơi, hơn sao ta chiều vậy? Hơn nào hôn hơn nào. Đồ mày sao túi vậy? Túi hát gì đâu mà. Chết hủy cái anh gì nữa. Hát gì là chua dữ mày. Hầu quá. Mùi hôn ta. Mùi gì hôn ta. Cái mùi tao á, nó còn hướng. Cái mùi tao còn vướng á. Cái mùi của tao còn vướng á. Thằng gái nó không giống nha. Tỷ số nhiêu rồi, kết thúc được chưa? Tỷ số nhiêu rồi, kết thúc được chưa? 72 rồi. Thằng gái nó theo không được mà. Vậy thì mày nói túi. Nó chịu không nổi rồi sao rồi mở cái búi này được. Tao đi từ nãy giờ nửa tiếng rồi, giờ không ngầu túi. Thằng nói chuyện. Tao đi từ nãy giờ rồi mà ngầu giờ không túi. Sao rồi nãy giờ mà im ru không mày? Có. Sao mày nhanh kéo vậy? Giải đâu, giải đâu tao cần. Sao mày nhanh kéo vậy? Giờ đi uống lộn mẹ. Giờ đi uống lộn mẹ đây. Đúng rồi hai lại bạn lĩnh. Đúng rồi hai lại bạn lĩnh vô. Mà sao mà không nói đi vô? Mày gần thắng rồi mà phải cố gắng chứ. Tao có cái mùi này. À kìa cái hộp kia này. Mẹ. Cái hộp kia. Mùi gì ta? Mùi gì ta?
đái rồi tao bức rồi. Má mày đái rồi bức rồi. Tao bỏ đây rồi bắt chút sao. Sao mà không đi rượu? Gì? Chứ mày chốc mày ném mày rảnh á hả? Không được là thôi chứ mấy con mày rảnh chi vậy? Bây giờ sao? Giờ đi mẹ rồi mà. Lấy lấy áo khoác cặp xe tao đi. Gì vậy? Rồi chị coi. Nhưng mà giờ lỡ đứng lần nữa mày thua làm sao? Bỏ giờ. Thôi mày về giờ mày về luôn đi chết tụi cũng miễn. Tao chạy mày. Trời ơi thằng Rìu nó trịnh luôn mấy bạn ơi. Gơ quá. Chưa xong nữa đó mày. Chưa xong mà phải tới 10 vậy á. Mập đâu? Mập đâu? Nó mới chạy đâu á. Má sao cái mùi gì nó cứ quang quang thế. Má cái mùi gì nó cứ quang quang. Chẳng lẽ cái mùi đâu nữa. Chẳng lẽ cái mùi tao. Đầu mày sáng là nhiều nha mày. Đầu mày sáng là nhiều rồi nghe mày. Khoan không nói làm tới nha mày. Không phải nói làm tới nha mày. Ủa cho anh em nó biết ông làm theo ông rồi thì ông làm gì cũng cần anh em chứ không. Mày láo láo ngon ngon. Mày láo láo ngon ngon. Bước gì thì bước mẹ mày. Mày bước gì hờ an nhơn mẹ mày. Ủa lại này tôi gọi anh Rìu coi chứ sao tự nhiên nó đi đâu vậy. Nó đang nó gần chiến thắng rồi mà sao lẹ ấy. Thúi quá. Má thúi. Đồ má nó quang quán ngay chịu nấu. Bỏ mày sao vui cái đây. Trò vô gì cũng đâu mà. Ủa chứ mày đâu vậy? Mày đang rửa theo anh. Rửa gì? Rửa vậy? Ai biết nó rửa gì chắc nó... Không, từ giờ các cái giờ rìu nó mới đi rồi mà xe ấy. Rồi chút nữa vô cho lại. Tao mày mới, nó thua, nó đi rồi, nó thua. Mày thua mày. Mày tao nói tao cho tao cùng mà. Riêng mày này tao thiệt mày á. Riêng mày này tao thiệt mày á. Mày gì? Mày sao? Mày đụng tao mày này tao thiệt mày. Mà làm tao luôn sốc luôn á. Ủa chứ hai thằng bị điên ấy. Cái đêm là tao làm trò giỡn trò đùa trong cái đêm tao ra làm trò đùa sao mày giỡn nó sao. Mày tướng mày mập ông mẹ mày tao sợ mày. Mày tướng mày mập tao sợ mày. Mày nói tao không mày. Mày lâm tao luôn mẹ tao thiệt. Lâm luôn chứ mày lâm tao mẹ luôn đi. Nó dài 3 đồng mày bán đúng cái nhân cách con người mà. Cái dài 3 đồng mày bán đúng cái nhân cách mày đạo đức mày lên. Đừng có đỡ nó vứt lên sọt rác. Che chết mẹ ông bà xịt cầu quê. Che chết mẹ ông bà xịt cầu quê. Người yêu cũng có một ly. Người yêu cũng có một ly. Con cái cho xịt kia. Con cái cho xịt kia. Con bồ mày bị lý. Con bồ mày bị lý. Mày là thằng cấp kia. Mày là thằng cấp kia. Rồi mày sẽ bị xí. Rồi mày sẽ bị tiếc. Thằng ngu. Gì? Gì vậy? Mày thua ai? Sao? Thua giải tiền đâu đưa tao. Mày sao mày thua? Mà tiền đâu? Năm sậy đâu? Nó thua rồi, nó tuyên bố mấy quay nó thua rồi. Sao vậy? Sao vậy? Trĩ ấy, bị trĩ mẹ không? Nhỏ mày bị trĩ. Trĩ đâu? Trật tí đâu sao ước hết mày? À, trật tí đi đâu? Ai chở? Mày tự gì vậy? Mày bị gì mà mày là lòi bú trĩ hay sao mà mày cứ ôm đít lòi bú trĩ sao vậy? Sao thì như cứ gì vậy luôn vậy? Bị sao? Không. Anh em tao nói thiệt á? Không. Yeah. Sao nó thúi gì vậy? Quay gì vậy? À, lòi té vô chỗ bụi chỗ rác rồi. Nó té vô cái chỗ cái hầm sình rồi. Ông gì thấy đồ ấy? Không phải, hồi nãy ông địt á, nó ráng nó rạng. Nó tẹt bao quan xuống đây. Nó tẹt bao quan xuống đây. Mẹ ổng còn quay nó thui. Tao nói nó thui mắc hồn. Chồ nó thui rồi. Thôi tôi mày cho mày bày cái trận. Biết nó tấu nó nhậu rồi. Cái thằng kia nó quần. Đưa tao coi gì là coi chứ bệnh không ngờ nha.
Rồi anh nghe giờ mày sao không được thôi chứ mày tẹt bà quan chỗ đó luôn mày. Rồi trời luôn á. Tiếng giờ nó cũng khùng vậy. Đó thấy chua ghê vậy. Mấy mẹ. Lớn tụi đây là mày yếu quần lập bình đó nha con. Bình á. Nó không kiểm soát nó thua hai đứa con nó nữa mà. Đi không mày. Nó không kiểm soát được cái hành vi của nó. À. Đầu yếu quần trời. Á giờ nó rồi. Đi nè mày. Tự chủ mà. Tao nhớ cho tao muốn thấy chơi là chơi yếu. Dính cái gì vậy? Dạ. Là dính cho. Dạ nó dính gì à, có cái lụ nữa sao á. Rất cái hộp nổ. Con mày ác quá tên đụng mà cày cho cái trò gì. Chứ còn nãy mày mà nói tao sống tao tao chào lớn tao cái đeo rồi mà còn mày yêu gì cứ cái quần mày cũng ngu mày bị nó dắt ngầu chơi đỡ chứ mà đầu sao nãy kêu tiền nó đưa ra mà đầu tiền đâu tiền mày thì ấy là ngày qua nhận quảng cáo này giờ tôi đưa cho ông hả mày đưa tao ông chủ kênh đó thì tao chủ kênh mà mày điên nhau mày. Bây giờ tao cho mày phá kênh chứ nào tao không làm nữa mày lụm. Mày phá kênh hả? Phá kênh này, phá được gì không? Thì phá kênh chừng nào tao phá tại là đó mày. Mấy nghĩ biết nào mà mới chết. Mày bẻm quá mà đừng nào mày chết. Mày nghĩ vào sáng là nhiều nha. Mày tao không có giỡn nha. Nãy giờ đồng mày thoát ra là tao lụm liền. Mày cứ máy tao lụm nó liền cho coi. Tao thấy rồi mày cứ máy mày dám đứng không? Cứ máy tao lụm mày liền. Rồi tắt máy rồi nè. Mày tắt chưa? Rồi. Mày sao? Mày sao? Nhiều cái máy dở đâu mày. Cái con nó giờ nó khủng khủng điên điên á mấy bạn. Nó khủng khủng điên điên á. Nó láo láo tao cho mày. Mày gì? Quay clip mà. Quay clip mà. Cái vậy? Tao lụm mày luôn. Tên. Mày nó còn quay kìa mày. Đó, anh em nói chuyện mà. Chó dữ mày. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.